Trải qua 66 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã và đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những trường đại học đầu ngành của đất nước. Chất lượng đào tạo của trường đã được công nhận với nhiều chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục và đội ngũ giảng viên nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm. Đổi mới trong phương pháp đào tạo, tăng thời lượng trải nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp đã giúp sinh viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có được kiến thức và kỹ năng tốt để có thể đáp ứng ngay với nhu cầu công việc. Bên cạnh đó, nhà trường đã đầu tư cơ sở vật chất hiện đại để đào tạo cho sinh viên định hướng theo cách mạng công nghiệp 4.0, giúp cho các em thoải mái nhất, có thể học tập và rèn luyện mọi lúc mọi nơi. Cùng tận hưởng những năm tháng tuổi trẻ, tự do, cháy hết mình trong các sự kiện, nhạc hội như chào đón tân sinh viên, team building, hội trại. Chính những kỷ niệm, trải nghiệm khó quên này sẽ trở thành hành trang quý giá trên hành trình cuộc sống sau này của các bạn sinh viên. Hơn 20.000 sinh viên đã và đang lựa chọn Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là điểm đến để hiện thực hóa những ước mơ của mình. Vậy các bạn đã sẵn sàng để trở thành một thành viên của ngôi nhà Hunre chưa? Chào đón các sinh viên tương lai của Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, trường tiếp tục tuyển sinh nhiều chương trình đào tạo thuộc các lĩnh vực tài nguyên và môi trường, kinh tế và quản trị kinh doanh, luật, ngôn ngữ Anh, công nghệ thông tin, công nghệ phần mềm với 4 phương thức tuyển sinh gồm xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển đặc cách, xét tuyển học bạ trung học phổ thông, xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Làm những gì bạn thích, theo đuổi những gì bạn đam mê, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, nơi hiện thực hóa những ước mơ.